vẫn chưa có kết quả. Vâng, bóng đã về với đội áo xanh, đội áo xanh tấn công lên nào, đội áo xanh, đội áo xanh, đội áo xanh đang dẫn bóng. Yes, vẫn chưa vào. Một phút đã trôi qua, một phút 14 giây và 65 giây, 60 giây vẫn chưa có. Bóng đã vào trong các hoa hậu thấy bóng sợ quá đã đưa ra ngoài rồi. Vâng, bây giờ bóng đang thuộc đội áo xanh đang kiểm soát bóng, các con tấn công nhanh lên nào. Đúng rồi, nhưng không vào. Oh my god, bóng ra ngoài. Đó, thấy chưa, quay phim chi chút rồi rớt vào, thấy chưa? Nói mà không nghe lời. Áo cam. Áo xanh có nhiệm vụ đá banh về bên kia. Ok, đá luôn con. Đúng rồi, áo xanh đang tấn công. Chị ơi, cẩn thận nha chị. Chị ngồi đó, đá cho mặt chị đó. Nè, có con nữa. Camera on the table. Ok, thì đã nhắc nhở rồi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu đá cho mặt. Trời ơi, đá cho tôi rồi. Tôi chạy đi chỗ khác. Bay vô. Đúng rồi. Tại sao vẫn chưa có vô được? Trời ơi, xuống đi con. Trời ơi, hay quá. 2 phút 12 giây đã trôi qua nhưng cả áo cam lẫn áo xanh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Mặc dù con ơi, con có ai giữ lại giùm Đức Tiến? Con có ai ạ? Giữ lại giùm Đức Tiến. Ok. Trời ơi, tại sao đứng giùm vậy? Con phải bay vô. Đề nghị hai đội trưởng phải lên nói vô các tay của các bạn để bạn tấn công lên. 2 phút 35 giây đã trôi qua. Lượm banh lên, ném vô, đúng rồi. Ném vô đội áo xanh liền. Đúng rồi, trời ơi. Nó vừa đá banh vừa nắm tay nhau. Đúng luôn, vẫn chưa vào, vẫn chưa được. Bây giờ chúng tôi thấy rằng trái banh đang được kiểm soát bởi đội màu xanh. Xuống đi. Chậm tay đừng là... Oh my god. Xuyết nữa là vào, chỉ cần tít tắt thôi mà không vào được. Ôi trời ơi, đúng rồi. Lẫm banh qua liền, chúng ta đã đến phút 3, 5 giây vẫn chưa có vào. Cái rất tuyệt vời, tương lai sẽ là vợ của Ronaldo, không phải, cầu thủ Ronaldo. À, không phải, bạn gái Ronaldo. Bây giờ chúng ta còn chờ xem. Con ơi, từ từ, yes, đúng rồi, trời ơi. Đá bất chấp luôn, đúng rồi, ba vô con ơi. Vẫn chưa có kết quả, tuyệt vời, đúng rồi. Đã nói đừng ngồi ở đó mà cứ cố lì ngồi ở đó hoài cho nó đá vô mặt. Lẫm banh ra ngoài, đúng rồi, con ơi đi ra ngoài đá. Chết mày, ôi hồi chết người ta. 1-0 nó ghi vào đội áo xanh, liệu đội áo cam có gỡ được hay không? Chúng ta không thể biết được, trời ơi. Xuất đi con ơi, vẫn chưa vào, đúng rồi, cái chỗ đó thích đá cho mặt, cứ ngồi hoài bà đó. Nói không nghe. Hay da, người Việt Nam thì là quan cố, cứ ngồi hoài đá mặt hoài không sao hết, cứ tiếp đi chị. Tiếp theo, đội áo xanh. Yes, they you got. Rồi, trọng tài nói no. Sorry, trọng tài là cha là mẹ là ông nội, muốn nói thì nói cũng được. Tôn trọng quyền trọng tài là ghê gớm lắm. Oh.